cảm ơn cô cậu Việt Kiều ở nước ngoài nha con. Dạ. Dồi dào sức khỏe, được nhiều may mắn, sống lâu trăm tuổi nha con. Dạ rồi, không trước. Có chúc hai cậu được nhiều may mắn, sống lâu trăm tuổi hết nha con. Và cảm ơn cô xin. Dạ. Chúc cô xin được nhiều may mắn, dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. Dạ. Đây là Phú Quốc, đi làm xa lắm, nay là 2 tháng mấy không về. Dạ. Không về chứ. 2 tháng mấy mấy nào không về luôn. Thằng em nói khóc hoài. Làm hồ cái gì? Chắc đi làm hồ mà nghe điện về nói sốt còn nằm trùm mền nhất cái sốt hoài không nhớ gì. Nhớ bà con không? Ba. Ba. Ừ. Nhớ không? Ừ. Ngủ nhớ hả? Quẻ cái râu rồi đi qua hả? Qua con bạn mà nó lỡ tay. À dạ mẹ là lỗ tai. Nhớ mẹ không? Mẹ. Ba. Mẹ. Mẹ. Ba này nó bị sụp tới đây cái gì nhở lên rồi nhở. Ừ. Nhở. Con tay này nhở lên. Bây giờ là sợ là nếu trường hợp mà muốn ráp phải 2 tháng sau đi ráp nhưng phải có đủ tiền không? Phải có đủ tiền mới ráp được hay sao? Đúng rồi. À, lỡ như mình không đủ tiền thì nó tiếp tục nuôi hay sao hay là nó nuôi giữ não nữa hả? Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Dạ thưa quý cô chú anh chị, Trung đang ở bến tàu cao tốc Phú Quốc Rạch Giá đi Phú Quốc Hòn Sơn Hòn Tre thưa quý vị nha. Năm du luôn thì cái bến tàu này là thời gian vừa qua là lễ rất là đông luôn bà con mình đi ở ngay bến tàu đây. Đây là cầu Cống Sông Kiên. Hôm nay Trung sẽ ghé lại cái hẻm quen thuộc là hẻm 30 Nghị Công Trứ. Là một cái hẻm mà trước đó là Trung có quay một gia đình rất là ấn tượng, đó là gia đình có 14 người ở chung một căn nhà và sau đó được hỗ trợ để sửa chữa. Thưa quý vị, trong khi mà lúc đang quay thì là gặp một bà cụ khoảng 80 mấy tuổi, cũng khá là già rồi. Hôm nay thì có mạnh thường quân tên là Nguyễn Thanh Xuân, Việt Kiều Mỹ gửi tặng một số tiền để cho giúp cho cụ, thì Trung sẽ quay lại để mà hỗ trợ cho cụ ở hẻm 30 này thưa quý vị nha. Ngoài việc Trung quay lại hỗ trợ cho hẻm cho cụ này thì Trung còn ghé đến thăm gia đình của ba đứa bé bị mất mẹ ở ngay Rạch Sỏi và thăm em Quân bị tai nạn giao thông thưa quý vị. Em Quân bị tai nạn giao thông nha. Ôi chào, đây là gia đình 14 người nè. Ờ dạ cô, bán cái số hả? Đi bán là bán được nhiêu rồi? Vậy hả? Rồi mới vừa sáng sớm cũng còn thời gian để bán mà. Ngày bán được bao nhiêu tờ? Bán có 6-70. 6-70 hả? Con gái đi bán luôn phải không? Có thấy có gặp con gái đi bán. Con gái mới vô đây nè cậu. Dạ. Ồ vậy hả? Hai mẹ con bán kiếm tiền, bán kiếm tiền. Cho xe cháu muốn sửa. Dạ. Rồi cái nhà hôm nay ở em không? Cũng ở em cậu. Dạ. Rồi ok vậy á, con đi công chuyện cái con ghế chỗ này xíu. Dạ. Ok bây giờ quý vị nha, đây là hẻm 30 Nguyễn Công Trứ nha. Ta đi thẳng vô luôn, đi thẳng vô luôn, đi vô luôn. Ở đây là hẻm 30 Nguyễn Công Trứ. Vừa rồi là cái cô mà ở cái nhà mà 14 người quý vị, là cô đó là thứ hai. Chị thứ hai, chị lớn, nói chung là chị cả nhà đó thì ở chung với một cái chị nữa. Đi thẳng vô trong quay qua một cái nhà cho bà con xem. Nhà của 14 người á, để cập nhật sơ qua trước mặt cho bà con xem nè. Đó. Đây thưa quý vị, đây là cái nhà của gia đình của 14 người. Hôm trước Trung đã hỗ trợ đây quý vị nha. Hôm quay sơ qua cho quý vị xem nào. Thì cô nói ở cũng khá là tốt. Thì cũng cảm ơn những mạnh thường quân vừa rồi đã hỗ trợ cho cô căn nhà này. Thưa quý vị. Rồi bây giờ Trung sẽ ghé thăm bà ngoại ở phía kia đây quý vị nha. Cô Trung ơi, có gặp cô không mừng lắm đó con. Dạ. Yeah. Chúc hai cậu được nhiều may mắn nha con, nhiều giàu sức khỏe. Dạ. Con ngồi đó của Trung ơi. Rồi hôm nay khỏe không? Hả? Hôm nay khỏe không? Bắt mệt hoài rồi. Dạ, mệt miếng hả? Mệt luôn. Dạ, rồi ở nhà bây giờ có ai? Con, bác ở nhà với em Út bác á. Mà nó đi làm hồ đó con. Dạ. Nhà nghỉ ở nhà. Dạ. Bữa. Năm nay bác nhiêu tuổi rồi ta? Ờ, đi em, ok. Này bao nhiêu tuổi rồi? Con vô nhà bác ngồi nghỉ thôi. Dạ được rồi, con ghé. Bác đâu gặp con quá, bác
nhớ con giữ rồi con bắt con, nhớ con ghé nhớ con ghé chút xíu là con đi bây giờ con vô nhà bác ngồi chơi chút đi. Dạ dạ thôi con ghé xíu con đi bây giờ con đi nhiều chuyện việc con lắm đi đâu, con ngồi đây được rồi bắt đầu gặp con bắt nhớ con bắt nó không biết con giờ con đi đâu nữa. Dạ con đi đâu về đâu con ghé cậu chút xíu ghé bác giúp bác hơn. Dạ đúng rồi bác mừng lắm nha thấy còn khỏe là tốt rồi năm nay bao nhiêu tuổi rồi bác nhớ ơi con xuống năm nay ngoài nhiêu tuổi rồi năm nay bác 85 rồi con 85 năm ngoái 84 năm nay bác 85 rồi. Ủa sao lại năm ngoái 64 hả năm ngoái 84 là 84 từ 64 năm nay bác tuổi nữa năm nay thêm một tuổi nữa bạn con mới chúc hai cậu giàu dạ. Sức khỏe vậy là may mắn nha vậy con. Là thọ thêm một chút nữa phải không à thọ thêm một tuổi là mừng rồi có mừng sinh nhật không cảm ơn cô cậu về kiều ở nước ngoài nha con dạ dồi dào sức khỏe được nhiều may mắn sống lâu trăm tuổi nha con dạ rồi không trước có chúc hai cậu được nhiều may mắn sống lâu trăm tuổi hết nha con dạ bác quên con đó con bác nhớ con quá rồi bác quên bác nhờ nhỏ này nè con cho ba mẹ mà cho mẹ nhỏ này có tiền cất nhà đẳng đó dạ rồi dạ, không trước tiền con cho ngoại rồi con nói bà năm ơi cụ chung đó bà năm không biết sao à trời dạ ơi bà năm quên rồi hồi trước cho tiền rồi ngoại làm gì hả ngoại làm gì mua đồ ăn hay gì bữa trước con cho á ai con cho ngoại bữa trước á con còn ngoại làm gì tiền đó uống thuốc không à con thuốc không hả lấy thuốc trừ cơm hả uống thuốc không à con dạ uống thuốc không với mua đồ ăn đó con mua cá ờ vậy hả cá mua gạo dạ dạ được rồi tốt rồi dạ trời ơi bác nhớ con quá đau quá dạ. Con quá dạ bác bây giờ con có này. Quà này gửi cho ngoại nè đây con à con đi rồi bây giờ con đi về nhà con không có đi đâu nữa con dạ con đi nữa đi chỗ này chỗ kia đủ chỗ hết ngoại dạ dạ hả uống đi uống là đừng uống mua uống vô ngoại cho khỏe nha đây là à phần quà này là của chị Nguyễn Thanh Xuân gửi nha cô nha à, cảm ơn con nhiều ở Mỹ gửi cho ngoại 1 triệu cho ngoại cầm nha dạ cảm ơn con nhiều lắm nha con dạ không có gì đây là cảm ơn chị Xuân dạ chị gửi cho tiền chị cảm ơn chị rồi cảm ơn cô Trân dạ chúc cô Trân được nhiều may mắn dồi dào sức khỏe sống lâu trăm tuổi dạ cảm ơn sống lâu hơn ngoại hả cậu nhiều lắm dạ rồi thôi con đi nha chúc ngoại sức khỏe dồi dào sống lâu hơn trăm tuổi dạ ờ con đi ngoại nha hai cậu nhiều lắm chúc hai cậu dồi dào sức khỏe được nhiều may mắn nha dạ dạ sống lâu trăm tuổi nha dạ trời ơi chúc giòn luôn á con đi bye bye ngoại nha cảm ơn con dạ 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 Ờ chờ cô mấy đứa nhỏ ở đâu dạ con nói thằng Mập đi học à Hưng đi học hả dạ học chiều dạ con lớn học buổi sáng hả dạ ở đây dịch học gì nữa rồi ba con đi đâu rồi nói kìa ba ở đâu dạ hả dạ ba làm đâu dạ đi xa không cởi ra cha đi đâu cha đi làm Phú Quốc đi làm xa lắm nay là 2 tháng mấy không về dạ không về gì 2 tháng mấy nay không về luôn là thằng điện nhớ khóc hoài làm hồ gì chắc gì làm hồ mà nghe điện về nói sốt còn nằm trùm mền biết nó sốt hoài không biết gì ủa có liên hệ được với ổng không dạ có nhưng mà nó sốt hoài luôn thằng Hưng điện là cha nó đang đắp mền cái đầu cái thằng Hưng nó hỏi cha sao vậy nó cha bệnh con ơi thôi cha nghỉ mệt rồi cha mệt quá cho cha nằm nghỉ một chút không biết nó bị gì nữa bị bao lâu rồi nó bị đang tuần rồi à tuần đây hả dạ là nó tập trùm mền không đó vậy là... rồi nó xong về nó tiền tạo đầu về dạ kêu nó về con mà đi thằng này nó nhớ gần chết luôn rồi nó nói một phần nó nhớ con một phần nhớ vợ
rồi ông này thằng này tái xe nọ đó, thằng người ta xô nó là bị tái xe à? Nó đang đi xe đạp rồi nè, ai đằng sau xô nó bật ngửa, cắm đầu xuống, nó mặt nó còn khẹo trên. Ai xô không biết luôn hả? Dạ, nó đâu biết cầm tiếc, nó biết ai đâu. Ai rồi, mà chơi chớ xô trời. Dạ, rồi thằng Hưng nó mới điện vô chút chân em nó bị vậy vậy, cha không có nhà, rồi trên này đầu gối còn khẹo nhóc rồi, máu không đây nữa, còn nách nữa, cái đem đi xuống trạm y tế rồi nè, nên tay rửa nó hết, rửa rồi băng rồi uống thuốc mấy ngày, hỏi nó kêu nó dắt cây đẳng. Yeah. Chỗ đó té hỏi người ta xóm chỗ này nè, người ta nói hả, tại vì ban ngày với trưa ngủ trưa không ai thấy á. Nó con người ta câm viết mà chơi gì mà kỳ cục, ai mà chơi xô trời. Bởi vậy thì nó lụm chai với lon lụm một bọc đem về luôn à, nó đi suốt cả đi lụm biết à, có khi ma không? Ma xô không? Mày giái mẹ nó hoài, nó mày có linh thiêng hạnh ơi, mày độ đi trời ơi, con mày tao rộng gần chết luôn. Vậy lúc mấy cô bác, mấy cô hồn gì đó hơi chọc. Chọc ghẹo. Thấy trời quay cho cha nó coi chụp rồi rồi cha nó khóc trời nhớ con. Dám làm. Đâu con bị đâu rồi? Bị chỗ nào đâu? Đây hả? Lành rồi hả? Lành rồi, uống thuốc. Ờ vậy là bị chắc hôm nay cũng lâu rồi hả? Dạ lâu, hôm Hưng nó nhắn tin gì đó. Dạ. Thằng nó lẹ lắm, thằng nó trâu luôn đó. Thằng mập. Ờ có được đó à. Dạ, bởi vậy cô điện về cô khen nó hoài luôn. Dạ. Nhà trường á. Dạ. Cũng nói điện nói mà chị gắng đi thằng Hưng sớm muộn về nhà trường cũng cho nó tiền, cũng lo cho. Nhà nước nhà trường vậy đó, học giỏi, ngoan, lễ phép rồi cái gì cũng giao cho nó hết. Dạ. Đó rồi nhà cô cũng nói gắng đi rồi trong năm thế nào thằng Hưng cũng được chắc 2-3 phong bì gì đó. Dạ. Cũng có nói vậy nữa. Nói qua là tại hoàn cảnh là mẹ mất rồi một côi, rồi bắt đầu ba thằng rồi cha thì đi xa có về đâu. Dạ. Nó gửi tiền về lai gai 500, 300, 500 đóng tiền nhà cho chú nó, trụ nó ở rồi ăn uống hết, mới hết gạo hết. Ừ. Gạo bà này mới bà cái bà nào người bắt ra đây mới cho tụi nó được 10 ký. Dạ. Cho Hưng á, kêu Hưng á tập xe đạp đi, kêu nó lột khẩu trang ra, bà thương quá trời luôn. Hưng biết đi xe đạp mà. Không. Ủa không có đi à? Dạ, có thằng này á, thằng này à. Ồ, vậy rồi nó đi học bằng cách nào? Đi bộ đó. Dạ. Nó quậy bao lâu đi đó. Ờ, nó lớn rồi mà dạ. Chưa có đi xe đạp nữa. Bà nó có nói con gặp nha, rồi lại đây bà chở con đi, con lựa xe. Dạ. Mặt con sáng sủa lúc tay bự quá, bà thương lắm. Dạ. Hỏi nó. Đúng rồi, nhìn nó sáng sủa, mặt nó sáng sủa. Hỏi nó nói. Nó lành quá trời lành. Hỏi con mẹ ăn nó nhớ. Ừ. Nhớ bà con không? Ba. Ừ, nhớ không? Nói nó ngủ nó nhớ đó. À ngủ nhớ hả? Quẻ cái râu rồi nữa qua hả? Qua, còn mẹ nó là cái này. À dạ, mẹ là lỗ tai. Lỗ tai. Nhớ mẹ không? Mẹ. Ba. Mẹ. 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 Ờ, mới học thêm ngôn ngữ. Mẹ. Ừ, mẹ ngồi bàn thờ rồi con ơi. Kia đã quay cho bà con xem mẹ của bé nè. Hình như lâu bá Hiển Linh về là có Mạnh Quân hỗ trợ. Nè, có người hỗ trợ cho gửi phong bì lì xì cho tụi con. Mạnh Quân tên là Nguyễn Thanh Xuân ở Việt Kiều Mỹ, hỗ trợ 1 triệu đồng cho ba anh em nha. Đã chú gửi nha. Ừ, phong bì nè. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn cô chú. Mạnh Quân. Mạnh Quân. Thanh Xuân. Hai chú đang đỡ cho anh em con. Dạ, hai chú giúp. Ờ, ba anh em con. À. Như thằng này bị Hưng nó lắng hết trơn, hai thằng. Dạ. Như hai thằng này. Đi học thôi. Này nói chuyện. Ngồi đây, đi học thôi về ngủ đất á. À dạ. Dạ. Lý Việt Bình từ kỹ luôn không? Mà đi họp phụ huynh vừa rồi mới họp, cô cũng nói nó giỏi lắm. Ờ vậy hả? Nhà trường cũng mới cho phong bì 300 ngàn. Dạ, học giỏi hả? Dạ, học giỏi lắm ngoan. À nhưng mà ít nói. Ít nói thôi. À còn thằng này là khỏi nói luôn rồi. Gặp Hưng thì nói quá trời luôn. Hưng nó nuốt lại hết máy này luôn rồi. Dạ. Ở xóm đây mấy bà chỗ này nè, bà này, bà cái đất này giàu lắm. Dạ. Thương bà nó vậy lắm. Dạ. Bà làm bên tủ kiến đồ đó, bà thương lắm. Tội là bà nói thà mẹ còn mất cha chứ mà kiểu mất mẹ còn cha không bằng mẹ. Dạ. Không có lo mẹ, nó tình thương cứ đi nhớ gì có gái có gặp có gì là bỏ ba thằng này cứ sợ vậy. Ừ, dạ.
mới khổ vậy. Cha mày mà có gì có vợ nhỏ gì ba mẹ ba thằng mày đi mày hết đi. Dạ. Lộ đứng. Dạ nỗi khổ của đàn ông ha. Rồi thưa quý vị các chú anh chị, hôm nay ghé lại ba đứa trẻ bị mất mẹ, gửi là phong bì lì xì cũng như là gửi cập nhật tình hình cho bà con mình biết được luôn. Rồi giờ chú đi nha. Dạ, cảm ơn con đi luôn nha. Dạ dạ dạ, bye bye chú, bye bye. Dạ chào cô chú anh chị, Trung đang ở khúc thị trấn Minh Lương. Ở khúc này là khúc sắp đến chợ Minh Lương quý vị nha. Trời lúc này cũng đang rét rét, những cơn mưa nhỏ nhỏ. Lúc này thì Trung đang đi trên đường đến nhà của một cái em. Một em mà bị tai nạn giao thông đã xuất viện về rồi, hiện tại đang ở phòng trọ quý vị. Trung ghé lại để gửi tiền của Mạnh Quân gửi tặng. Em trai đó tên là Quân. Có một đứa con nhỏ nữa. Đây là bên tay trái, đây là chợ Minh Lương nha. Chợ này trước đó Trung cũng có quay những clip chợ Minh Lương á. Quý vị các chú anh chị mình có thể là tìm lại để xem lại video chợ Minh Lương. Bà con ở đây rất là vui vẻ thân thiện. Là phía bên tay trái đó quý vị nha. Ở bên tay trái đó là chợ Minh Lương nè. Một cái ngôi chợ mà nhìn cũng còn là khá là cũ kỹ luôn. Khá là cũ kỹ. Ông mình về chỗ chị? Dạ. Về chỗ hả? Chỗ kia mình trả lâu chưa? Ờ sao? Cái khách mà mấy anh lại không dám nói là mai lại là mình trả. Ồ dạ, sao mình trả vậy? Tại vì ở đẳng nếu mà nó ở đẳng thì nó không có ai săn sóc nó. Em trả rồi về lên này ở với em. À về ở đây qua đây luôn. Dạ, có gì em với chồng em đồ con nó được. Dạ. Con hai cha con nó được, còn như nó ở đẳng thì có mình anh á. Ừ. Ôi chị là hả? Chị là người hôm trước hả? Dạ. Sao hôm nay nhìn khác quá vậy? Thôi chú mới nhỏ hôm trước hả? Nhân à? Hồng em. À Hồng, Hồng đó rồi. Hồng chồng nó bệnh, chồng nó đi về vòng về. À rồi chị dùng Zalo của Hồng hả? Zalo này có em, tại vì lúc em nó nằm trong bệnh viện á. Dạ. Cái em để cái máy cho điện em gặp mặt em nói rồi nói chuyện rồi đó. Dạ. Rồi tắt máy đi con. Tắt máy nói chuyện con. Tắt máy coi. Chú nói lại không? Đúng rồi, thôi chú nói lại. Chú nói lại. Chú nói lại. Bữa nay thấy sao Quân? Đỡ nhiều. Ừ. Đỡ hả? Rồi ăn uống bình thường không? Chờ ngày nó kêu ráp sọ. Ừ. Nó nói chừng nào ráp sọ không? Tháng. Dạ. Ngoài 2 tháng. Tay chân mình đi đứng là sao? Bình thường. Bình thường hả? Wow. Ra ngoài trị liệu bệnh viện dân tộc á. Ừ. Chăm cứu với lại trị liệu ngoài. À. Cũng hết mấy ngày. Có cái tay đó, tay đó với giờ đó nó yếu, cái tay yếu. Cái tay này nó bị sụp tới đây cái gì dở lên rồi dở lên dở. Ừ. Dở hẳn vậy thôi. À. Giờ cái tay này dở lên thì nó thẳng được. Đi khám có cái tay bị sao không? Không, chụp luôn á, chụp này. Chụp luôn sao chụp hết? Ừ. Rồi hiểu rồi. Sao nó bị sụp á gì nó đau rồi, nó đau ngay chỗ bên kè đây. À không phải đâu. Dở lên thì không được mà không phải sụp, nếu nó chụp hình nó không có gì hết là không sao hết. Sao mình dở ra dở vô gì được. Nó bị từ cái thần kinh ảnh hưởng. Ảnh hưởng từ bên này qua bên kia đó. Nha, đây là quy tắc cân bằng. Luật cân bằng, cái này con sáu sợ bóp đã làm rất lẹ. Tích tắc là xong. Thế có anh, nếu mà coi kênh Cân Trung Vlog á, cái coi đó thì sẽ thấy có anh sáu sợ bóp, anh chuyên làm mấy cái này nè. Nếu mà trường hợp mà chụp hình mà không bị sao hết thì nó chỉ là trong cái nội tạng thôi. Ngồi với cha, ngồi đi ra tới luôn rồi con. Để ngồi với cha kìa. Còn máy này nó đi học không? Dạ có. Qua đây con, qua đi. Qua chú hỏi kìa con. Qua chú hỏi nè con. Dạ lên. Nè qua chú hỏi nè. Chú hỏi con. Bây giờ Quân còn nhớ hết hồi trước và sau bị không? Nhớ là ra trạm người ta, ra trong cái hộp ta đi ra. Mình chạy. Ừ.
ngồi đây con, ừ, ngồi đây. Chiều luôn á. À. Mình tông vô đít xe của người ta. À cùng chiều mình tông đít xe người ta rồi mình té luôn. Tại hai cái người đó cũng ở sớm. Ừ. Sớm mà ngoài. Lúc mình nhớ là cái lúc đó mày nhớ còn nhớ không? Nhớ cái hoàn cảnh lúc đó không? Không, có thằng bạn nó thấy nó kể lại. Kể lại cho nghe. À vậy là lúc mà tai nạn xong quên hết trơn luôn rồi. Nó đâu còn nhớ gì đâu. Ừ. Nó bị bất tỉnh rồi. Ừ. Hôm trước nó bị lúc bệnh viện thấy nặng quá trời, giờ thấy là khỏe mừng rồi. Người ta nói là chết xong mà. Ừ. Giờ nói chuyện còn nhớ hết biết hết hả chị? Hả chị? Dạ biết. Bây giờ bác sĩ nói chừng 2 tháng nữa đi ráp. Là cái sọ mà cái não mình lấy ra họ nuôi hay sao? Chắc họ nuôi chứ không nuôi thì sao ráp vô cho mình được. À họ đang nuôi đúng không? Để cho nó bình phục lại rồi họ ráp vô. Chắc cũng phải có nuôi chứ không nuôi sọ mình sao mình sống được. À. Bác sĩ nói là cũng như là về rồi tiền viện phí về trả từ từ bác sĩ. Rồi à. Xong rồi cả 2 tháng đi ra tái khám miễn phí thì bắt đầu tiến hành mổ gắp sọ. Ừ. Bây giờ cũng đang nợ bệnh viện bao nhiêu? 32 triệu. 36 á. 32 à. Bữa về đóng 36 hay 32. Ừ. Uống thuốc, để chút từ lấy thuốc uống. Rồi bệnh viện nợ cho là 32 đi. Dạ. 32 triệu. Rồi hôm nay có trả được phần nào cho bệnh viện không? Là về tới giờ luôn hả? Dạ. À, vậy nó về cái đầu đi bệnh viện nhân tập chăm cứu cái tay nó nữa rồi mới về luôn. Dạ. Ra bệnh viện nhân tập á chăm cứu tay với cái giò của nó. Rồi giờ tiền đâu mình sẽ trả cho bệnh viện? Mình hứa trả tháng bao nhiêu vậy đó. Giống trả góp hả? Tháng gửi 4-5 triệu cũng được. Dạ. Bệnh viện kêu tháng gửi 4-5 triệu. Gửi về. Rồi lỡ như không có hay sao? Có gì làm chắc cũng phải dựng để mình rải cho bệnh viện chứ. Không rải thì sao nó ráp sọ cho mình được. À. Nhưng mà bây giờ là sọ là nếu trường hợp mà muốn ráp phải 2 tháng sau đi ráp, nhưng phải có đủ tiền, phải có đủ tiền mới ráp được hay sao? Đúng rồi. À lỡ như mình không đủ tiền thì nó tiếp tục nuôi hay sao, hay là nó nuôi giữ não nữa hả? Đó là nói chung là cũng không biết. Không hỏi. Có chị bà hỏi rồi, với em bà hỏi. Dạ. Yeah. Đi làm. Chỗ Hồng gì đó là giờ đang ở bên kia á chị? À, chồng đó, bà hỏi con ở nhà rồi, chồng nó nói con nó bệnh gì đó rồi về dòng ghiền mới về sáng. Dạ. Yeah. Bên chồng nữa dòng ghiền. Dạ. Yeah. Nó ra đây đi làm mực. Ừ. Hôm trước Hồng tính kêu đi thi cuộc thi gì, ca hát gì đó. Ca hay lắm mà. Ừ. Tính thi cuộc thi tiếng hát gì đó để mà có tiền lo. Giờ sao mà mình đi thi được? Mình đâu có tiền hoặc gì đâu mà đi thi. Nó đăng ký, à biết đâu cũng không biết là sao đăng ký được nữa. À, bữa có hỏi thăm đó mà không hiểu cái chương trình đó. Dạ, ca hay. Có thường đi ca đâu không? À, đó mấy nhạc sống đồ á kêu đi theo làm MC ca. Ừ. Giờ Hồng cũng đâu ở gần đây đúng không? Không, vài bữa nữa ra tới. Vài bữa nữa hả? Dạ. Tại vì mướn nhà ở ngoài này thì ở ngoài này. Dạ. Con gái ngồi thẳng chân coi, bỏ dọn coi. Giờ sao? Cũng dọn đi sao? Ừ đúng rồi. Rồi ba con về con thấy vui không? Vui. Ừ. Nói chuyện đàng hoàng con dạ vui. Rồi hôm nay con có đi học không? Có. Sao không dạ có mà nói trả lời dạ có. Trả lời coi. Dạ có. Dạ có. Ừ. Dạ ta xuống đàng hoàng. Nó mấy tuổi rồi chị? 7 tuổi rồi. Dạ. Mấy tuổi rồi? Mấy tuổi? 5 tuổi. Ừ. Lúc mà anh ở trong bệnh viện đó, lúc mà Quân ở trong bệnh viện đó, rồi đối diện với cái gọi là cái phút giây mà khó khăn nhất á,
nguy hiểm nhất á, Quân có nghĩ tới là gọi là mình bỏ con gái mình ra đi không? Lúc đó đâu có còn biết gì đâu, đâu có nghĩ được đâu. Ừ. Lúc đó là đầu óc mình chung là nó bất tỉnh rồi, cũng như là nó nhưng mà khi tỉnh lại thì mình đã có cảm giác như thế nào không? Mình hiểu câu chuyện của mình không? Không. Cũng không biết gì luôn. Không nhớ. Không nhớ luôn. Vậy là mình nhớ được bắt đầu từ lúc nào? Nhớ thì từ lúc tỉnh về sau là bắt đầu nhớ. Rồi bây giờ câu chuyện của mình thì mấy thằng bạn nó kể lại mới nhớ từ từ được. Vậy hả? Rồi vợ của Quân vợ đâu rồi? Đi về đi qua bên Trung Quốc á, làm lao động bển á. Ừ, Trung Quốc mà hả? Đi lâu chưa? Đi cũng mấy năm rồi. Là lúc đó là hai vợ chồng ly dị rồi mới đi hả? Đúng rồi. Có khi là liên hệ lại không? Không. Mấy năm mà đâu có liên hệ đâu. Nó vì sao mà bỏ đi? Vì nghèo hay gì? Hả? Có biết vì sao không? Chung đủ thứ. Không có tiền. Không có tiền thì trang trải rồi lâm mất á. Dạ. Nói chung là mỗi gia đình mỗi cái cảnh khác nhau thôi, thì cũng hỏi thăm để bà con hiểu hơn một chút về cái ngày xưa á. Hiện tại là chỗ gia đình của mình như thế nào thôi, để bà con mình hiểu hơn, hiểu sâu hơn chút nữa. Chứ giờ thì chị cũng đi rồi, đúng không? Rồi còn nhớ không? Nhớ. Nói chung đang khó khăn mà nó cờ bạc rồi thiếu nợ rồi về bắt đầu xung đột lắm đó chứ. Dạ. Đủ cái chuyện. Nó làm, nó thì nó chơi đó. Dạ. Nó thì tự nợ rồi bỏ đi. Bỏ con lại rồi đi. Này cũng cho mất con luôn. Nó giữ con nó lại nuôi luôn rồi chứ nó không cho đem đi. Dạ. Làm hầu làm đá hoa cương rồi đó, nuôi con nuôi tới năm nay cũng 7 năm rồi. Ok, bây giờ tới này nè, bây giờ có một cái số tiền cũng không đủ đâu để mà mình lo cho bệnh viện, tại cái số tiền bệnh viện cũng khá là lớn, một phần nho nhỏ đó cũng bà con Mạnh Thường Quân gửi cho Quân á, để Quân cũng lo trang trải, để hy vọng là có chú định ra bệnh viện ít nhất là cũng được một tháng, đúng không? Tháng là 4-5 triệu, đúng không? Hơn 4-5 triệu là gửi cho họ là được rồi. Dạ. Mà để tới nói rồi hoàn cảnh mình bây giờ dạ. Mình chưa đi làm được đó. Dạ. Mà chừng 2 tháng nữa không có tiền là cũng không biết là họ sẽ ráp cho mình hay không nữa hả? Mình tới đó mình năn nỉ người ta có ráp không? Hiện tại bệnh viện đang cho nợ 32 triệu. Rồi bây giờ xin phép là anh sẽ đọc cái số tiền của Mạnh Thường Quân mình gửi á. Thì có ba Mạnh Thường Quân mình gửi, ba người. Đầu tiên là cô Tâm Vũ Việt Kiều Mỹ gửi cho mình 2 triệu. Chị Nguyễn Thanh Xuân ở Việt Kiều Mỹ hỗ trợ 2 triệu. Với cô Cung Ngọc ở Việt Kiều Úc á, hỗ trợ mình 3.408.000. Tổng số tiền là 7.408.000. Đây, trong này anh để tiền sẵn lại nha. 7.408 anh đưa chẳng luôn là 4.410 trong số tiền đó. Cảm ơn mấy cô. Cũng cho em cảm ơn mấy cô này. Gửi lời cảm ơn. Không có gì. Đây, chúng là những người mà đó thì Trung có để tên tuổi trong tên của họ của những Mạnh Quân đó, thì cũng có chút đó người ta cũng đồng cảm với gia đình. Trong thời gian quan vật lộn với sự sống. Sưng à, chứ cô Ngọc à. Đúng rồi. Cho em gửi lời cảm ơn ba cô này. Rồi thường là Quân làm nghề gì? Làm bên đá hoa cương, làm thợ đá. Cũng có lãnh công trình làm nữa. Làm có làm nặng không hay là như thế nào? Làm mình nặng không? Làm đá hoa cương mình dán mặt tiền nhà cái cầu thang tăng cấp đâu đó. Rồi bị như thế này thì thấy khi nào có thể cỡ khi nào có thể đi làm được? Giờ đi cũng được nhưng mà đi thì mình vinh nặng á, đầu là cái đầu nó hơi nhức. Đòi làm đi. Đòi làm hoài mà chỉ cho đâu. Trong nhà không ai cho làm chứ.
Vậy làm để làm gì? Kiếm tiền để làm gì? Kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, rồi với lại móc móc tiền để trả nợ cho bệnh viện nữa chứ. À. Bà sợ bây giờ nó làm động á, động á chưa có, nó có được. Em nghĩ nó động mà chắc nó không có động, nhưng mà tại mình kinh nặng á, sợ khum cái là nó nhức cái đầu này nè. Có được không à. Mà làm. Làm đó mà kinh nặng đúng không? Dạ. Đúng rồi. Đá nặng. Đá nặng. Đá nặng hơi khó à. Làm ngồi về phải vẽ, không vẽ này nọ cho nó vậy. Anh đi làm rồi đó cho. Cái gì thằng đi đi còn chưa xong nữa lại đi làm. Tại vì cũng phải gấp sợ. Giờ cũng khỏe được 80-90% mà ừ. Giờ đi làm trang trải cuộc sống gia đình chứ. Nó không hoài, không có đồng vô đồng ra gì chứ. Hiểu. Đồng ra mà, không có đồng vô. Cũng còn bức rứt đúng không? Vì mình không đi làm thì không kiếm tiền được. Ừ, không lo trang trải. Mà đòi đi làm thì báo không cho. À. Đây em nghĩ cũng đúng. Tại vì nếu mà mình làm nặng mà, tại em khum xuống hơi nhẹ nhẹ xíu bắt đầu là nó nhức nửa cái đầu này nó nhức. À. Cũng may là Quân không có bị chết á, nó thiệt. Tại thấy bị nặng quá trời nặng luôn. Bất tỉnh. Ai cũng nói cho. Nghĩ là chết không mà giờ còn tỉnh táo nói chuyện được, vẫn còn hiểu biết, vẫn còn lý trí, vẫn còn biết suy nghĩ là tốt đó. Con gái nè nói kia nè. Nói kìa. Nè. Mạnh Thường Quân tao ta gửi tặng tiền cho ba con á. Con cảm ơn. Con nói cảm ơn. Cảm ơn mấy cô. Nè con nói cảm ơn cô Tâm. Cảm ơn cô Tâm. À cô Xuân. Con cảm ơn cô Xuân. À với cô nữa này là cô này cô Ngọc nữa. Con cảm ơn cô Ngọc. Cảm ơn cô Ngọc. Ừ, ba cô. Đúng rồi, có tiền để tiền để mua thuốc cho cha. Con cảm ơn mấy cô gửi tiền cho cha đặng mua thuốc. Cảm ơn cô tiền cho mua thuốc. Ồ. Rồi hôm nay ghé thăm gia đình cũng có chút quà gửi tặng cho Quân để cho lo tiền thuốc men. Cô mình Quân ta gửi tặng nha, thì tới thăm một xíu rồi cũng xin phép đi về. Thưa quý vị, bây giờ Trung cũng xin khép lại video đây luôn nha. Cảm ơn cô chú anh chị. Tới đây hôm nay thì tới là Quân cũng còn khỏe là tốt rồi nha, cũng mừng cho em.